Hết tháng rồi phương ơi, sao chưa làm cái gì nào hết? Chị hãy tới bao giờ hả phương? Không được rồi, phải lên kịch bản thôi. Con tên gì đâu á mà dài dòng, viết một đống vậy rồi ai mà coi, rồi ai mà coi. Im đi, để rút lại được cái gì. Rồi nè, giờ còn có thằng Cang nè, thấy chưa? Rồi giờ, quay đống này kiểu gì ta? Cái đà này, chừng nào mới làm xong video đấy. Làm content, sao mà nó khó? Lúc mới bắt tay vô làm nội dung, khó thiệt đúng không? Kiểu như mình cứ thấy nội dung rồi cách làm của mình á, nó không ok cho lắm. Content lúc nào lên á, cũng dài thằng lòn, rồi không có tập trung vào cái chủ đề nào hết trơn trọi. Lúc làm xong thì không biết phải sắp xếp như thế nào luôn. Cứ viết ra một mớ tầm mấy trang giấy vậy nè, rồi sau đó là cái lụi cụi rút ngắn nó lại thành một trang. Nhưng tới cái lúc nhìn vô lại á thì không biết quay kiểu gì luôn, không biết bắt đầu từ đâu luôn. Nói chung á là nó cứ rối như một mớ bằng bông vậy đó. Rồi lỡ có làm xong đi nữa nha thì cái sản phẩm nó cũng chả được như mình mong đợi. Cái cần á thì không có, trong khi á những cái thừa thải linh tinh á thì lại quá trời, chả biết đường nào mà lần. Chưa kể á là cứ phải quay đi quay lại hết lần này sang lần khác mà nó vẫn không ổn, cái là phải xóa rồi lại quay lại tới lần thứ ba, lần thứ tư. Nói chung á là càng làm càng nản, càng làm càng thấy nó khó. Kiểu như không hiểu vì sao mà người ta thấy làm được video mỗi tuần đều như vách chăn luôn. Ước gì có cách lên kịch bản nào đó để mình có thể quay một cái thôi là xong liền, mà vẫn chỉnh chu và đầy đủ những thứ cần thiết. Nếu như đó là những thứ mà bạn thường xuyên trải qua thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái bí quyết để có thể biến những ý tưởng trong đầu của bạn á thành hiện thực mà không phải tốn quá nhiều thời gian cũng như là công sức. Let's go. Đa phần thì mọi người thường nghĩ là để làm ra một cái video thì nó phải khó lắm đúng không? Nó phải đào to búa lớn đúng không? Là mình á phải có cái máy ảnh này nè, rồi mình phải nói năng lưu loát, nhớ hết từng lời từng chữ, rồi edit nhìn sao cho nó chuyên nghiệp các thứ. Nói chung á là bạn nghĩ nó có rất là nhiều thứ luôn đúng không? Nhưng đối với mình đi, một thằng đã làm YouTube được gần 5 năm rồi á, thì một video đơn giản nó chỉ có hai cái yếu tố mà thôi, đó chính là âm thanh và hình ảnh. Âm thanh chính là những thứ mà mọi người nghe được nhân vật chính nói trực tiếp hoặc là lồng tiếng dưới video, và cái đó cũng chính là cái kịch bản mà bạn phải viết ra cho video của bạn luôn. Còn hình ảnh chỉ là thứ mà mọi người coi được, nhìn thấy được trên video thôi. Những hình ảnh này được dùng để thể hiện hay là diễn tả một cách rõ ràng cái kịch bản hay là cái phần âm thanh của video đó. Cho nên á, tính ra là hình ảnh á nó chỉ là cái bổ trợ cho âm thanh hay còn gọi là kịch bản của mọi người mà thôi. Nhưng vì hình ảnh á là cái thứ đập vô mắt bạn đầu tiên, cho nên á là đa phần mọi người lúc làm video nha thường chỉ tập trung vô hình ảnh trước mà thôi. Một á là mọi người toàn nghĩ là tao phải quay cái góc này cho nó đẹp nè, hay là cái hình ảnh trang trí của tao cho hình lộng lẫy, hay là tao phải ra đường quay và nói chuyện cực kỳ lưu loát. Hoặc cái trường hợp thứ hai là mọi người sẽ toàn quay đại những cái mình thích trước, thì cứ quay đại đi xong rồi tính sau, xong rồi về nhà cũng ghép cái đống đó vô đại luôn mà chưa hề có một hướng đi về nội dung rõ ràng gì hết trơn. Cho nên tới cái lúc edit video á thì cái hình ảnh quan trọng á thì lại không có, nhưng những cái sàm sàm từ thải linh tinh thì lại quá trời. Hay thậm chí đi là dù mọi người đã có cái kịch bản rõ ràng rồi nhưng mà mọi người lại tiếp tục đi quay đại thôi, chứ không hề có một tí kế hoạch rõ ràng cụ thể nào hết trơn cho việc quay. Bởi vậy một lần nữa là bạn sẽ lại tốn rất nhiều thời gian để quay đi quay lại hết đoạn này tới đoạn khác. Còn mình á thì mình sẽ làm ngược lại một tí ha, là mình sẽ chuẩn bị cái nội dung của mình cần nói trước nó là cái gì, xong rồi sau đó mình sẽ coi là từ cái kịch bản, cái nội dung mà mình vừa mới viết xong á thì mình nên bỏ cái hình ảnh gì vô cho nó phù hợp mà vẫn thể hiện một cách rõ ràng nhất cái thứ mà mình nói trong kịch bản. Ở phần sau của video mình sẽ chỉ cho mọi người một cái tip vô cùng đơn giản mà lại hiệu quả để giúp các bạn biết được coi bạn cần quay cái gì luôn nha. Nói chung đơn giản á là cái cách mà mình làm một video hoàn chỉnh nó sẽ có 3 bước. Đầu tiên á là sẽ lên kịch bản, thứ hai sẽ xác định rõ coi mình cần quay cái gì cho cái kịch bản này, rồi cuối cùng chỉ là ra đường hoặc là đi quay từng cái một trong cái kế hoạch đó mà thôi. Bây giờ mình sẽ đi sâu vô từng phần cho mọi người nha. Let's go. Đầu tiên mình sẽ phải ngồi xuống và soạn ra kịch bản của mình. Trong cái kịch bản này thì đa phần bạn chỉ cần cho 3 ý vô trong đó là được rồi. Không nên cho quá nhiều thứ trong đó, tại vì nhiều quá thì nó lại bị oh yeah. Việc mà bạn cho ít như vậy nó cũng sẽ giúp cho bạn nhớ mọi thứ một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Trong giai đoạn viết này nè thì mọi người thường hay gặp một cái vấn đề là cứ cố gắng mong đợi mình phải viết ra được một kịch bản thật hoàn hảo, cho nên thường tốn khá là nhiều thời gian luôn. Có người thậm chí mất vài ngày hay là vài tuần luôn, vì mỗi lần mà bạn viết được một câu thôi, bạn ráng sửa nó 2-3 lần cho nó hoàn hảo. Sửa được một hồi thì lại thấy nó không ổn chút nào, nên là ngay lập tức rơi vào trạng thái bực mình mà khó chịu, xong rồi lại bận thêm những công việc này công việc khác. Tại mình còn có công việc là cuộc sống rồi gia đình rồi bạn bè kiểu nữa, đâu ra thời gian mà làm YouTube full time.
Bởi vậy có một cái tip để giúp cho mọi người tiết kiệm và tối ưu được nhiều thời gian nhất trong giai đoạn này, đó chính là thay vì ngồi viết ra cái nồi đó đó thì các bạn hãy ngồi nói trước. Giống vậy nè. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người 3 bước để mọi người có thể viết một kịch bản phù hợp cho video mọi người và nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Cái bước đầu tiên đó chính là các bạn hãy cho bản thân mình tầm 2 hay là 3 phút gì đó, ghi đại xuống 3 cái ý mà bạn muốn nói, xong rồi dựa trên đó thì bạn sẽ ngồi nói thử, nói đại đi để cái não của mình á nó tự phát triển ý tưởng, tự thêm mắm thêm muối các kiểu. Sau đó bạn sẽ ngồi xuống và nghe lại cái video đó, coi coi là mình nói chỗ này nó ok hay chưa, chỗ nào ok rồi thì viết nó xuống, chỗ nào chưa ok thì mình sửa lại nó một tí cho nó rõ ràng, rành mạch và tự nhiên hơn. Khi mà bạn đã làm được cái này 2 cho tới 3 lần á thì mình tin chắc chắn luôn á là cái kịch bản của bạn nó sẽ ngắn gọn và xúc tích hơn rất nhiều. Chưa kể là bạn vừa nói vừa viết ra cái nùi này thì tới cái lúc quay á là bạn sẽ nhớ được cái nội dung nó khá là nhiều luôn. Cho nên á là bạn sẽ không cần phải học thuộc cái nùi đó. À quên mất, trong cái lúc mà bạn viết kịch bản này nè thì hãy nhớ là khi mà bạn viết xong một cái câu nào thì hãy thử đọc nó lên để nghe coi nó có sượng sượng hay không. Tại vì những cái lời thoại hay là những câu nói này nè, cuối cùng á là mình cần nói nó ra trước camera thì nó là ngôn ngữ nói chứ không phải là ngôn ngữ viết. Cho nên á là bạn cần phải vừa đọc vừa nói to nó lên để đảm bảo nó sẽ tự nhiên nhất có thể. Thì nó sẽ giải quyết cho mọi người cái phần đầu tiên, đó chính là âm thanh hay là phần kịch bản. Hợp lý không mọi người? Ok, hiểu rồi. Vậy thôi. Sao khúc này thiếu tùm lum như trời, mà toàn ngồi nó chay không à. Tới vậy quay thấy cái rồi trời ơi, tức ghê luôn á. Đây sẽ là cái sự hối hận và khó chịu của bạn khi không chịu làm cái bước thứ hai mà mình nói, đó chính là chuẩn bị hình ảnh. Khi mọi người đã có được cái phần kịch bản rồi ấy, thì bây giờ là mình sẽ làm một thứ rất dễ dàng thôi, đó là tìm cách làm sao để thể hiện thật cụ thể và dễ hiểu cái âm thanh hay là kịch bản của mình bằng hình ảnh, bằng video hay là những thứ mà người ta thấy được. Như cái ví dụ hồi nãy mọi người thấy đi, là tại vì mình không chịu chuẩn bị kỹ càng trước khi quay mà cứ đi quay đại thôi, cho nên cuối cùng cái video thành quả nó không được như ý mà mình mong muốn và cũng thiếu tùm lum tà la thứ luôn. Cho nên trong cái giai đoạn thể hiện hình ảnh này nè thì bạn cần phải làm rõ ra là bạn cần phải quay những cái gì trước khi xách điện thoại hoặc máy ảnh lên đi quay. Cái cách mà bạn sẽ làm đó chính là bạn sẽ tạo ra một cái bảng mà trong đó có 3 cột khác nhau. Và cột đầu tiên mình sẽ cho vô đó chính là kịch bản hay là lời thoại của cái video này. Cột thứ hai đó chính là những cái góc mà cần quay từ cái kịch bản đó. Và cột thứ ba đó chính là cái checkbox để check thử xem là mình đã quay cái video đó hay chưa. Và ở đây mình có một cái ví dụ nè, là ở đây mình nói câu là đây là nơi có rất nhiều khách du lịch lưu tới mỗi ngày. Thì trong cái đoạn mà góc cần quay là mình sẽ ghi là người du lịch khắp nơi nè, cảnh máy bay bay nè, hay là cảnh cam láp khách du lịch đi qua đi lại ở cái vị trí đó, một cái nơi đó. Đó, nó là như vậy. Còn nếu như bạn không biết là phải quay cái gì vì cái câu này nó khá là dài đi, thì bạn chỉ cần làm một thứ thôi, đó chính là xác định đâu là cái từ khóa chính ở trong cái câu này. Từ khóa mà bạn mới chọn đó, hãy tưởng tượng coi là mình cần quay những góc nào. Thấy đơn giản không? Nhưng chưa dừng lại ở đó, có một thứ mà nó còn rất ư là đáng sợ nữa. Và nó cũng là cái tip mà mình đã hứa mọi người ở trên đó. Bây giờ mình sẽ bật mí nó nè. Đó là cái hay của việc chuẩn bị shortlist như vậy á, là sẽ có những cái cảnh hoặc là những cái câu mà bạn cần quay mặt trực tiếp, giống như mình đang ngồi nói chuyện trực tiếp đây nè, thì mình sẽ ghi nó là hero hay là nói chuyện trực tiếp. Và sẽ có những cái đoạn á mà mình sẽ đè hình ảnh minh họa hay là quay một cảnh vật nào đó rồi hành động các kiểu vô, thì mình chỉ cần lồng tiếng ở dưới mà thôi. Cho nên là mình sẽ không cần phải ngồi nói chuyện trước camera, thì nó sẽ giúp mình á đỡ phải thuộc lời thoại hay là ráng nhớ từng lời từng chữ rồi đọc hết lần này sang lần khác. Nó sẽ tốn rất nhiều thời gian của mọi người luôn, mà mình chỉ cần ngồi đọc kịch bản xong rồi thu âm, giống như mình đang làm hiện giờ nè. Sau khi đã chuẩn bị và ghi ra hết những cái mà mọi người cần quay như vậy rồi á, thì việc tiếp theo đơn giản chỉ là tìm ra những chỗ mà mình cần quay mặt nói chuyện trực tiếp giống vậy nè và quay nó trước. Sau đó sẽ đến cái việc mà thu âm lồng tiếng những thứ cần thiết, là mình đã có được phần âm thanh cho cái video rồi, còn lại chỉ là quay dành những cái cảnh hay là những cái hình ảnh để thể hiện ý của mình một cách hoàn chỉnh nữa là thôi. Còn cái checkbox này nè, nó sẽ giúp cho bạn biết á là mình đã quay hết tất cả những thứ cần thiết hay chưa. Mỗi lần á mà mình quay xong bất kỳ một cái thứ nào á, là mình sẽ cố gắng mình check cái nút này để đảm bảo là mình sẽ không bỏ sót bất kỳ thứ gì khi mà mình quay cái video này của mình từ trên xuống dưới. Mình bớt chuyện gì nha nên mình quay tiếp nè. Ok, quay. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về cách làm sao để mọi người có thể lên kịch bản. Thì cái ý đầu tiên của mọi người đó là mọi người phải hiểu được coi là nội dung mình muốn nói. Thấy nó cứ ghê đó. Thấy chưa, mình tin chắc rằng á, lúc mà bạn quay video á, bạn sẽ cảm thấy những cái mà bạn viết ra nó cứ lủng củng kiểu gì á, đọc vô là nghe thấy sườn sượng liền nè, giọng nói thì cứ không tự nhiên một chút nào hết trơn. Bởi vậy bạn nhất định phải xem cái video này để biết được cách sắp xếp ý tưởng và lên dàn ý cho video bạn từ đầu tới cuối. Hoặc là bạn có thể làm theo từng bước một mà mình chia sẻ trong cái file PDF miễn phí về việc viết kịch bản mà mình để trong website của mình ở dưới đây, link trong phần miêu tả nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều và